cái này rồi đúng không? Thì nhưng mà nhờ thầy đo thông số của bạn nếu muốn cắt áo vest cho mình, thầy đo cho cái thông số về nhà mình chỉ làm theo cái thông số đó thôi. Còn của bạn nào có thông số rồi, còn nếu cảm thấy muốn thiết kế theo cái tài liệu này là thông số của mình có thể mặc được, nó tương ứng nhất. Dài này cũng là 54 luôn. Năm sau nữa là size này. Mỗi một năm một size, hợp lý không? Năm sau lại size kia nữa. Ok, bắt đầu. Cái này phủ hết được cái hết tờ giấy luôn chưa anh Văn? Hết nhá, rõ đúng không? Ok. Bên kia rồi chị phải. Mạng, cực kỳ mạng. Ok các bạn, làm bất kỳ một cái gì thì chúng ta cũng phải dựng một đường thẳng. Và dựng một đường vuông góc. Rồi bây giờ các bạn lưu ý nhé, trong cái tài liệu của các bạn là thầy đã ghi cái thông số rất rõ ràng, cụ thể là cách thiết kế ở trong đó và kể cả cái cách cộng cử động, hiểu không? Cử động của áo vest chúng ta cộng hoàn toàn về thân trước, không cộng thân sau nhé. Cử động cộng hết về thân trước, trong đó thầy cũng có ghi luôn, hiểu không? Bạn nào về đọc kỹ thì có thể thiết kế được. Và ngay bây giờ thì các bạn sẽ đọc công thức và thầy vẽ cho các bạn, và các bạn về vẽ y chang như vậy nhé. Dài áo của các bạn là bao nhiêu? 58, các bạn lấy đủ thông số là 58 này. Rồi, công thức tiếp theo là cái gì các bạn? Cắt đường gì? Cắt đường hàng. Và chúng ta ở đây là thiết kế thân sau trước hay là thân trước trước? Thân sau. Trong tài liệu thầy cũng ghi thân gì đó? Thân sau. Thân sau. À vậy chúng ta thiết kế thân sau trước. Đúng không? Thiết kế ngược lại nhé. Đầu tiên là hàng gì? Hàng ngực bằng cái gì? Bằng thông số là bằng bao nhiêu đây? 23.5 là số đo, còn trong tài liệu là 24 đúng không? Thì các bạn có thể lấy theo cái số đo là 23.5 này và chúng ta mới đo được này. Tiếp theo là hạng gì nữa? Hạng eo trên là 36 đúng không? Hạng eo dưới là 40 đúng không? Đó, các bạn dựng đường vuông góc này. Eo trên này, eo dưới này, rét nó phần gãy lưng hẳn đấy nhé, gãy lưng. Ở đây thầy tạm gọi từ điểm này là điểm số 0 tới điểm số 1 thì được gọi là dài áo, trong đó thầy có ghi như vậy đúng không nào? Từ 0 tới 2 sẽ là hạng ngực đúng không? Phải không? Từ 0 tới 3 sẽ là hạng eo đúng rồi. Điểm số 3 là hạng eo. Tiếp tục là gì nữa? Dông vai lên 2 cm. Tính từ điểm số 0 các bạn nhé. 2 cm này. Rồi. Tiếp theo là gì nữa các bạn? Dòng gì? Dòng vai sau bằng cái gì nhỉ? Vai chia 2. Vai của chúng ta là bao nhiêu? 37 chia 2 bằng 18.5 cộng 0.5 là 19 nha. Rồi. Và xôi vai các bạn lưu ý là chúng ta tính từ đường trên này chứ không phải tính đường dưới. Có rất nhiều người tính nhầm nhé, tính từ đường dưới nhé. Vậy xôi vai của chúng ta là cái gì? Ở trong đó thì ghi là vai chia cho 10 cộng 0.5 đúng không? 37 cộng 0.5 bằng, các bạn lấy khoảng 4.2 đấy nhé. 4.2. Đúng rồi, chia 10 cộng 0.5. Xua thêm một chút xíu nữa cho nó ôm thì nhá. Còn dòng cổ là bao nhiêu? Nó bằng vòng cổ chia 5 ấy, trung bình nó bằng khoảng 7.5 các bạn. 7.5. Và các bạn đều lấy hai đường lại với nhau này. Hai đường lại với nhau. Ở đây thì có bán nhưng mà nó mua thì bán 50.000. Tại sao dễ sợ luôn. Đâu, tiện lợi mà. Đâu. Anh không bán. Và các bạn để nhé, vai thông thường và đầm của chúng ta thì thành nguyên như vậy. Nhưng đối với vai áo vest các bạn chia làm 3 phần như thế này. Và 1/3 này này, bạn vách lên đây cho thầy 3 ly.
Bởi vì các bạn để ý cái cổ của chúng ta này, cái quan hệ lên đây nó hơi như đây là vách trên trên, nó không hề là một đường thẳng. Nhìn bên này thì dễ hơn, đúng không? Vai chúng ta không hề phải là một đường thẳng, nó ôm tới đây này, tới đây là vách trên trên người. Nhìn chung này, thì các bạn vách cho thầy cái thước cong thôi rồi. Các bạn vách lên trên cho thầy khoảng 3 ly. Đặt vách cho khoảng lên 3 ly. Đó. Từ đây này, vách ngay 3 ly. Được chưa? Chứ là cái áo vest chúng ta nó chăm chút một chút xíu rồi, kia nó kỹ hơn một chút xíu nữa, mặc nó sẽ đẹp. Tiếp theo ở trong đó thì ghi công thức là gì? Hà nách phải không? Hà nách bằng cái gì? Nách chia 2 cộng 1, đúng không? Như thầy ở lúc nãy thầy đã nói rồi, nếu như không có thông số vòng nách thì vòng nách nó sẽ bằng vai, bằng ngang vai đó. Nhưng đấy chúng ta đo ở trên bằng người bằng ngà là bao nhiêu nhỉ? 37 luôn đúng không? 37 chia 2 bằng bao nhiêu? 18.5 cộng 1 là 19.5. Cái này mình lấy từ điểm xuôi vai. Các bạn nhớ là lấy từ xuôi vai nhé. Lấy từ xuôi vai nhé. Tại vì vòng vách chúng ta đo từ đây mà, đâu phải đo từ trên, hình dung này. Đo từ xuôi vai này. Đó. Và đường chéo nách bằng bao nhiêu? Bằng vai trừ 1, vai chúng ta là 19. Trừ đi 1.5 đúng không? 1 đến 1.5. 1 đến 1.5, ở đây thì trừ khoảng 1.5. 19 còn 1.5 còn 17.5. Nối hai đường này lại với nhau. Đó. Tiếp theo nó là gì? Xong đó là gì nhỉ? Xác định gì? Sống lưng. Sống lưng. Ở đây thầy luôn nó gọi là đường này gọi là đường gì nhỉ? Đúng rồi, sống lưng ảo các bạn nhé. Anh Tuấn ơi, không ghi vào đấy đường ấy. Đi đi bên kia đi, món kẹo đường bên đang quay mà. Thủy bấm vô vuông á. 1 mét. Sống lưng ảo này. Bây giờ các bạn xác định sống lưng thật. Hiểu chung này. Nhưng ở đây thì ghi lại với cái thông số của bạn. Các bạn đi dài áo cho thầy bao nhiêu nhỉ? Dài áo là bao nhiêu? 58 chứ phải không? 58. Vai là bao nhiêu? 37. Gì nữa? Ngực là 86. Hạ ngực là 23.5 các bạn đúng không? Cái gì nữa? Eo là bao nhiêu? 68. Nhất định là phải eo 68 với chị đúng không em? Đeo 70, đo 70 không thể chịu. Mông là bao nhiêu các bạn? 92. 92 như người mẫu đúng không? Thông số người mẫu rồi đấy. Đẹp mà. Còn cái gì nữa? Bắp tay đúng không? 26. Bắp 26. Thầy cho khoảng 27 cho thỏa mãn cái bắp của bạn nhé. Còn cái gì nữa? Dài tay bao nhiêu? 54. Hết rồi đúng không? Ok ha. Rồi, cách xác định cái sống lưng này, ở trong đó thầy có ghi ở eo vào bao nhiêu? Từ trên 3 cm tới 2 cm rưỡi. Hình như là thầy các bạn đã sót một cái thông số nữa. Đó là thầy ghi ở bên này này. Rộng cổ đâu? Rộng cổ bằng vòng cổ trên 5 và hạ cổ bằng 0.13 luôn này, đúng không nào? Xác định cái hạ cổ luôn này. Hạ cổ các bạn lưu ý này, tính từ trên này xuống nhé. 3 phần. Và đường này các bạn không nên kẻ vuông góc. Và các bạn kẻ chết trên trên là phần này xuống khoảng 2 phần rưỡi thôi. Kẻ chết cái này là như vậy. Đó. Để cổ không bị gãy các bạn nhé. Và xác định chuyện cái vòng cổ luôn. Và đường này hơi nghiêng một tí các bạn nhé. Từ đây đang nghiêng khoảng 5 ly nhé. 3-5 ly đó ha. Cách xác định gãy sống lưng này, từ hạ cổ sau xuống này 5-6 cm phải không các bạn? Đúng không nào? Thầy nói thầy có ghi không? Eo vào bao nhiêu? 3 cm. Eo vào 3 cm này. Cái đường này, cái này bạn kẻ hình chữ nhật luôn nhé, kẻ thẳng luôn nhé. Lai vào bao nhiêu? 2.5 cm. Bây giờ các bạn nối cái đường này lại như thế này.
nối lại với nhau. Và các bạn ý là có những người nối trực tiếp từ đường này lên cổ này thì cái này là sẽ nhỏ, nhưng cơ thể của chúng ta các bạn ý phía sau của nó không bao giờ là nhỏ nữa, nó lên đây thậm chí nó là ôm vào bên trong nữa. Thì nhưng mà nó cong từ từ chứ không phải là cong một đường nghiêng, nó không phải cong một đường nghiêng như vậy, được chưa nào? Thì cái đoạn này các bạn chia làm hai phần ra đó. Các bạn cái phần này các bạn đánh ra ngoài khoảng 3 ly, đoạn này đánh vào trong 3 ly. Cách đặt đẹp nhất này là các bạn đặt ở cái điểm này khoảng điểm 30. Thì cái cổ này ở ngay trên đỉnh cổ này các bạn cũng giảm vào khoảng 2-3 ly, chứ không phải để thẳng như vậy nhé. Các bạn kẻ và lần này các bạn cũng đặt ở khoảng điểm 30 này, bạn để cong nhẹ đó. Thì cái sống lưng của chúng ta này ngay phần này gãy đi vào, còn phần này là cong đi ra, thấy không nào? Cong đi vào và đi ra này, và lên đây là ôm nhẹ vào trong này đi. Vì khi dáng đứng của chúng ta cỡ nào cỡ đây vẫn hơi cong nhẹ như không nào, nó không phải là đường thẳng nhé. Còn phần dưới này của chúng ta này, ở đây các bạn không phải để nguyên như vậy mà cũng bị chúi vào trong khoảng 2 ly, để chú nhẹ vào trong đó. Đây là cái sống lưng thật của các bạn đó, sống lưng của các bạn đã xong. Tất cả bây giờ chúng ta thiết kế là tính từ đây, ngực eo tính từ đây và mông tính từ đây, chứ không phải tính từ điểm này nữa, thấy chưa? Tính từ điểm này hết từ sống lưng này. Tiếp tục công thức tiếp theo gì các bạn, dòng gì nhỉ? Rộng ngực, ngực là điểm này các bạn nhé, đây là nách nhé. Rộng ngực là bao nhiêu vậy? 86, 86 chia 4 bằng 21 năm. Các bạn cộng với 0,5 là 22 đúng không? Đường này các bạn kẻ vuông góc lên nách nha, không phải chéo. Eo tính từ đây, eo là 68 chia 4 bằng mười mấy bạn? 68 chia 4 bằng 17, cộng với 3cm chiết ly. À, thân sau là các bạn có thể cộng nhỏ hơn nhé, cộng chiết ly khoảng 2cm của thân sau là được rồi. Cộng với thân sau nó không có ngược khoảng 2cm. Còn mông, mông của chúng ta là 92, 92 chia cho 4 bằng 23. 23 các bạn cộng thêm khoảng 0,5 đó. Và các bạn nối cái đường này lại với nhau. Và xa gấu các bạn cho khoảng 1,5 cm. Xa gấu thân sau các bạn cho khoảng 1,5 cm. Và các bạn đánh cong nhẹ ra lại áo. Phần này là đường thẳng các bạn nhé, được chưa? Bây giờ các bạn đồ lại làm sao cho hai phần này nó không bị gãy đó. Các bạn có thể chia ba phần này ra. Và bạn đánh cong nhẹ ra ngoài, bởi vì phần này là phần hông nên các bạn đánh cong ra để cho nó ôm. Phần này các bạn đấy, nhưng mà nó cong ít thì các bạn có thể không cần đánh nhé. Tuy nhiên các bạn đánh nhẹ một tí cho nó giảm độ gãy như thôi. Đó. Và phần trên này các bạn để nguyên như vậy. Tiếp tục tới cái công đoạn gì nữa các bạn? Trong công thức thầy đã ghi rồi đó. Tới cái gì? Tới gì? Chưa. Chưa có ly thân sau mà. Thân sau nó xong đâu. Xác định ly của thân sau bằng 1/2 ngang eo, tức là nằm ở giữa. Eo này của chúng ta là xác định 17 cộng 2 phân chia ly nữa chứ, là 19. 19 chia 2 là 9,5. Thì các bạn xác định này, từ đây ra đây này là 12 năm. Đây là 12 năm. Nhưng thầy luôn luôn làm cái ly này nghiêng. Chúng ta luôn làm nghiêng đúng không? Ở đây thầy phân tích cho các bạn tại sao rồi đúng không? Ở
đây thay vì 12 năm các bạn làm 13 năm. Ở dưới là bao giờ cũng nghiêng lớn hơn một phân. Được chưa? Và nối từ cái điểm này lên tới nách này. Còn cái đoạn này từ đây này chỉ chia 2 thôi. Hiểu không ạ? Thì lấy được cái vị trí từ giữa này tới sống lưng ảo này. Tại vì sống lưng thật ở đây nó không bằng nhau, đâu có tính được. Hiểu không ạ? Chia đôi là lấy sống lưng ảo hả? Bây giờ chị chia đôi cái phần này này, eo này, từ sống lưng thật tới đây chia đôi, được không? Thì chị lấy một cái điểm ở đây, thì chị muốn ở đây vào là bao nhiêu này, thì phải xác định là cái điểm này trước. Từ đây đo ra ngoài này là 12 năm, thì bên này mình xé một phân thì phải lấy vào là 13 năm, được không? Tức là ly chúng ta luôn xé một phân, nghiêng đấy, để nó thứ nhất là tạo dáng, thứ hai là độ vải xéo nó giảm độ nhăn của cái đường may nhá. Và mỗi bên sẽ là bao nhiêu nhỉ? Mỗi bên sẽ là 1 xăng, bởi vì eo chúng ta cộng 2 đúng không? Thì chúng ta tiêu đi mỗi bên sẽ là 1 xăng. Và phần này các bạn sẽ kẻ thẳng xuống lai. Cộng ly thôi chứ không cộng quy động hết này. Không, cộng ly thôi. Quy động cộng mấy tháng trước nhé. Thầy cộng 5 ly ở đây, lý do là thực sự ra cái phần này mất 100 ly này. Chiết đi. Thầy cộng 5 ly vào, tiêu đi là vừa hết nhé. Phần trên này các bạn cũng vẽ cái đường này tới nách luôn nhá. Đó. Và bây giờ xác định cái vị trí để bổ cút, đó là các bạn chia đôi cái phần chéo nách như này. Mình dùng này, chia đôi cái phần chéo nách này. Đây ha. Và vẽ đường cút. Bổ cút này. Các bạn cố gắng đừng để gãy góc này nhé. Ok chưa? Và bây giờ vẽ cái nách thân xong. Qua 1, 2, 3 điểm này các bạn có thể vẽ cái vòng nách nhé. 1, 2, 3 điểm này. Đây, đây, đây. Vẽ vòng nách. Và dĩ nhiên ở góc này thì bạn cảm giác đây nó sẽ bị sao? Có góc thì bạn đồ đi, cho nó giảm độ gãy đi. Đi đông nào. Cô nãy lấy cái này điểm hạ nách luôn. Hạ nách ở điểm này chị. Đây là ngực. Nhá. Đây là ngực. Thì có phải là ngực đấy là thầy lấy ngực chia cho 4 cộng 0,5 là trừ chiết ly này đi. Hình dung này. Còn đây là nách. Nách khác ngực khác chị nhá. Học cái đầm đi rồi mà. Đúng không? Nách khác ngực khác nha. Điểm này thì có 5 mà đi này. Ở đây này. Để cho cái đoạn này. Tiêu đi. Cái line này cũng vậy này. 5 ly ở đây. Chưa? Phần thân sau là không có độ cử động gì hết. Đó. Bây giờ thân sau của các bạn xong này. Các bạn sang thân trước. Các đường này các bạn sao cho thân trước nhé. Khi các bạn sao qua bên này thì các bạn cố gắng thước bên này phải bám một khúc ở đây. Hiểu không nào? Đừng khó vẽ như vậy thì rất là khó thẳng. Bám một phần ở bên này. Nó sẽ dễ vẽ hơn. Mà nó chính xác hơn nhé. Eo cũng vậy. Ngược và nách các bạn cũng sao sang hết. Và sao đường dài áo chứ không sao cái đường rông vai các bạn nhé. Đường dài áo thôi. Và các bạn lưu ý là chúng ta chưa xác định cái đường gia quy sớm. Nếu xác định đường gia quy thì dễ bị đo nhầm. Hiểu không ạ? Đường gia quy là cái đường này. Đây là đường bản, đúng không? Đường này đừng có vẽ vội. Vẽ vội thì có những rất là nhiều người sẽ đo từ cái vị trí đó. Nó sẽ bị nhầm. Thì không nào? Đó. Rồi, trong công thức thì ghi là gì nữa các bạn? Rộng vai trước. Rộng vai trước đúng không? Rộng vai trước bằng cái gì? Vai chia 2 trừ 0,5. Tại sao trừ 0,5 các bạn nhỉ?
mai xong chúng ta cộng rồi nhá, mai trước chúng ta trừ đi là đừng chấm vai như cái này cái bạn nào học cái máy rồi nhỉ, Hiền học cái máy thì dùng cái phần chờ vai đúng không nào, thì vai chúng ta là cái đó mình dùng lên tới một tới hai con nhìn có gì đúng rồi sao dùng lên nhá trước trừ con đây là rộng vai khác còn đây rộng vai khác nhỉ, rộng vai khác nhá, rộng vai của chúng ta là 37/2 là 18 năm đúng không nào, trừ chứ không phải năm còn 18 đúng rồi, và xuôi vai cũng là bao nhiêu bằng xuôi vai sau khoảng 4/2 đúng không, rồi bây giờ cách vẽ này ở cổ trước các bạn không thể xác định rộng cổ được mà các bạn phải xác định gì nhỉ, rộng bản vai sau này đúng không, vai con này này đo từ đường này lên đây này, cái này thì đo khoảng 11.2 à 12.2 các bạn nhé, thì đặt kích thước ở đây này các bạn xoay lên đây chạm đủ 12.2 thì các bạn dừng lại kích thước ở đây, tức là hai bản vai này phải bằng nhau đúng không, giống như chúng ta học đầm đấy được không, và chúng ta cũng chia ra làm ba và vách cái này lên khoảng 3 ly. Bản tất là khoảng 3 ly để cho nó leo ôm cái cổ của chúng ta. Rồi tới cái gì nữa các bạn? Chéo nách được không? Dòng gì? Dòng trước. Chéo nách bằng vai trừ đi mấy? Vai trừ 4 đây 18. 18 trừ 4 thì còn bao nhiêu? 18 này, đi 4 thì còn 4. 5 và 2 còn 14 và kẻ nối hai đường lại với nhau. Rồi tới cái gì nữa các bạn? Rộng rộng gì? Rộng ngực hả? Rộng ngực bằng bao nhiêu các bạn nhỉ? 4. Ngực chia cho 4. Ok. Ngực này. Ngực chia 4 là 86, chia cho 4 bằng 21 năm. Cộng với 2 nữa là 235. Dòng eo sẽ là eo chia cho 4, eo của chúng ta là 68 17 cộng với 3 sang chiếc ly cộng 2 sang cử động 3 sang chiếc ly này cộng với 2 sang cử động này đúng không nào, đoạn này các bạn cũng tương tự như vậy có vẻ vuông góc xuống. Ly trước chúng ta luôn cộng khoảng 3 xăng nhé. Cộng lớn hơn một tí cũng được, chứ không được cộng nhỏ nhé. Rồi, mông bằng bao nhiêu các bạn? 92 chia 4 được bằng 23 cộng 12 xăng. Mông bao nhiêu bằng 23 chứ bảo? 23 92 chia cho 4 bằng 23 chứ 23 nhé, cộng 12 xăng nữa. Em xa con thấy không Trang? Sao hai có thấy không? Không thấy thì chạy vòng qua đây đứng cạnh này em. Tại thầy thích hay thích đứng cần người đẹp nữa. Cầm hai hay săn cái này. Ok, hai cái phần này các bạn nối từ ngực nối xuống eo cho thầy này. Từ phần này là nối ra phần mông cho thầy này. Được chưa? Và lưu ý ở đây xa gấu của thân trước này. Xa vạt đấy. Chúng ta gọi sa vạt đấy, 3 phân rưỡi đúng rồi, sa vạt 3 phân rưỡi cho 4 phân đều được nhé. Dài hơn sau. Sao em? Trước dài hơn sau. Ừ, sao em trước phải dài hơn chứ? Dĩ nhiên là em. Đúng rồi em. Thầy sẽ vẽ bút đỏ cho nó dễ nhìn. Dựng hình thì dựng tên nhé, và đừng lấy thì thầy sẽ lấy bút đỏ cho nó dễ nhìn một chút. Rồi. Tới gì nữa các bạn? Xác định vị trí ly đúng không? Ở phía ngực này là bằng bao nhiêu các bạn nhỉ? Ngực chia mấy nhỉ? Ngực chia 10, chúng ta học đầm rồi đúng không? Ngực chia 10, ngực của chúng ta là bao nhiêu? 86 chia 10 thì bằng 8,6 8,6 thì 9 cũng được các bạn nhé. Ở dưới này thì chúng ta lại nghiêng một phân. Trên này 9 thì dưới sẽ là 10. Đó. Và hai đường này các bạn cũng nối lại với nhau.
ly của chúng ta luôn nghiêng một phân nhé. Nếu trên ly này chúng ta cộng mấy phân nhỉ? 3 phân thì tiêu mỗi bên sẽ là 1 xăng rưỡi, đúng rồi. Đây sẽ là 1 xăng rưỡi. Đây là tâm ngực đúng không các bạn? Có cần thầy xác định lại không? Cái thước đơn cho bạn cho thầy mượn một cái nào. Cái ghim đâu cho thầy mượn cái nữa. Anh có cái ghim đồ chơi Doraemon không em? Cái gì cũng có. Đúng rồi, thank you em. Bán kính ngực cho bằng bao nhiêu các bạn? Ngực chia 10 chứ 1,5. Trung bình nó khoảng 7 xăng nhé. 86 chia 10 bằng 8,6 chứ 1,5 bằng 7/1. Đúng không nào? 7/1 này. Thầy vẽ cái đường chu vi ngực cho bạn đây cho bạn dễ hình dung hơn. Đây sẽ là chu vi ngực của các bạn đúng không nào? Được chưa? Ha, đây là chu vi ngực này. Bạn hình thắc mắc thế nào à? Cái đường chéo nách này thầy vẽ thông số đường chéo nách ở đây, tức là lấy ở đây ra từ đâu ra thế? Nó bằng vai chữ đi 4, vai nằm ở đây chữ đi 4 xăng đi vào. Lát về có video nghe nhé. Ok không? Thắc mắc là tôi hỏi luôn ha. Trong tài liệu thầy có ghi cho các bạn đó, thầy soạn sẵn tài liệu rồi, ghi rất là rõ ràng. Chéo nách trước bằng vai chữ 4 phải không? Có nhanh quá không? Có theo kịp không? Được không chị? Được ha. Thầy tiếp tục nhá. Rồi. Cái ly này của chúng ta sẽ, tuy nhiên chúng ta bổ cúp đây thì ly chúng ta vẽ thấy tâm ngực luôn. Còn ly chết thì chúng ta cách ngực này là khoảng 1 phần rưỡi đúng không nào? Phát triển ngực của chúng ta. Cái ly này kẻ thẳng được không nhỉ? Không đẹp thôi đúng không? Được thôi nhưng mà khi sau chúng ta kẻ thẳng thì được. Đúng không nào? Khi sau chúng ta trên dưới đều kẻ thẳng. Nhưng mà ly trước thì chúng ta lên kẻ cong ra. Cong ra khoảng bao nhiêu thì cách xác định này. Đây là 1 phần rưỡi, ly trên này các bạn cho khoảng 1 phần 2 như này. Nhỏ hơn 1 tí thôi. 1/2 và các bạn kẻ cong cái này và bên này cũng tương tự vậy. Phần dưới này các bạn đánh cong nhẹ ra ngoài một tí nhé, cái ly này này đặt cuối đầu thước nhé, kẻ lên eo này. Bên này cũng tương tự vậy. Đó, xong cái ly của chúng ta. Cái này nó lớn ra để nó ít cái chu vi ngực này là nó làm để ngực lên nhé. Và cái bổ cúp của thân trước các bạn cũng chia đôi đường. Đường này gọi là đường chéo nách chia đôi ra các bạn nhé. Và các bạn cũng vẽ cúp. Và bây giờ thay vì đầm của các bạn có phải các bạn vẽ ly ở đây không? Ở sườn. Bây giờ chúng ta chuyển ly lên. Nách. Tắm cái ly sườn này. Đó. Và các bạn đi ra này, đo vuông góc này. Đi ra từ đường này ra ngoài này. Các bạn xác định ra như này khoảng 2 phân rưỡi. Cho thành ghi bao nhiêu đó? 2 đến 2,5 là được. Xem tài liệu thì ghi bao nhiêu nào? Có ra 2 số 2. Có phải thì ghi là chia đôi đường chéo này. Cạnh trên là vẽ đường bổ cúp của cạnh ly trên đúng không? Và ra 2 số 2 đúng không? Vẽ đường cạnh của ly dưới. Phải không nào? Ra 2 xăng này, xuống 2 xăng này. Và ra 2 xăng rưỡi được nhé. Vẽ xong thầy sẽ phân tích tại sao. Các bạn cố gắng vẽ cái này cong cho nó ôm. Đó. Để đảm bảo là cạnh này bằng cạnh này. Thì đúng không nào? Cái miếng thân trời này giống như này. Giống như cái này có phải là đầm của chúng ta này. Đầm của chúng ta đang vẽ cái ly sườn đúng không? Giờ các bạn đóng ly này, mở ly này ra thì nó tương tự như thế này. Bạn cắt cạnh bên dưới này. Và cái này tròn lên như thế này. Các bạn hình dung này.
nó đi lại ra xuống, tức là đóng cái đi lại mở cái này ra, nhưng chúng ta là vẽ trực tiếp vậy, thì giống này, giống này, đóng cái sườn này, nó mở cái đi sườn nách này ra, ok không? Thì giống chưa? Đây là chuẩn bị xuống này. Chú đáo chúc mình cho tiêu cái ly này đi. Chú đáo của thầy là em trả ơn bằng cách là em trả lại đầy đủ là được. Mình tiêu cái này đi nó xài. Đúng rồi, nó giống cái ly này. Mình đóng lại này chị. Chúc là phúc cắt đường này và thân cắt đường này. Nó giống như cái này này. Chị thấy cái phần này không? Khi mình đóng cái ly này lại này, phần nó mở đi ra không? Mình chuyển đi từ ly sườn lên ly nách thôi. Mình dùng là y chang cái này này. Tiêu cái ly này rồi cái phần nắp nó dịch chuyển xong. Đủ, không sao hết cả. Hãy nó đủ. Đó, và các bạn dựng một đường chéo song song cái điểm này nhé. Nấy cái đủ mà tính cả luôn này. Đủ không? Đủ. Và cái này mình tiêu đi hết. Ở cái đầm mà chúng ta là nách chúng ta sẽ cộng 2 các bạn nâng lên 2. Nhưng đây thầy không nâng lên 2 nữa. Thì nó đủ thôi. Nó cũng giống nhau cả. Đây các bạn nó giống nhau cả. Các bạn dựng một đường song song với đường chéo nách này nhé. Từ cái điểm này nhé. Đường song song đường này. Các bạn sẽ vẽ được cái đường. Vẽ được cái điểm nách này nhé. Đó. Bạn vẽ cho nó đủ độ tròn ở đây. Ok chưa? Và đường sườn này cũng vậy. Các bạn sẽ chia làm khoảng 2 phần ra. Cái phần này các bạn không? Nó có ít thì chúng ta không cần vẽ nhé. Bạn cong vào khoảng 1-2 ly. Phần này là cong ra các bạn nhé. Đó. Phần này các bạn đồ khoảng mất 2 ly đi. 1-2 ly đi. Cắt từng để nó bị gãy góc là được. Còn phần trên này của các bạn này, các bạn để cong vào khoảng 5 ly. Nghe làm gì nhột nhột này nghe. Cái này á, 5 ly là lý do để làm gì? Có phải là khi các bạn để ý này, cái nách của các bạn này xếp lại này, nó sẽ tốt vào nách không? Cong đều này. Ok ha. Trang nhìn nó xa lắm em nhá. Không thấy đâu á. Thấy đúng không? Các bạn trả bài thầy đầy đủ nhé. Sao gặp anh gặp nhau phải cười tươi một cái, trả bài đầy đủ là được. Rồi bây giờ cách vẽ gì? Đường giao quy. Đường giao quy của các bạn trung bình là bao nhiêu? Trong đó thầy có ghi không? Đường giao quy nằm ở 3 xăng ngay. Đường giao quy là 2 xăng nhé. Ok không? Không có hả? Để các bạn ghi thêm cho nó nhé. Xác định đường giao quy bằng 2cm. Các bạn được chưa? Ok, bây giờ xác định cái đường bẻ ve này. Trong đó thầy có ghi nhá. Xác định đường bẻ ve này thì nó cách cái rộng cổ này là khoảng 2cm. Trong đó thầy có ghi nhá. Có đường bẻ cổ. Đường bẻ cổ đấy. Sao? Nút đầu tiên thông thường sẽ nằm ở đâu các bạn? Có phải nằm ở giữa eo này không? Chắc là để vuông góc vẽ lên thôi. Để vuông góc từ đây qua đây 2cm này. Nút đầu tiên sẽ nằm ở đây. Nút thứ hai là cách khoảng 10 phân hay là 12 thì tùy các bạn chia nhé. Được chưa? Đó. Và đường bẻ là nằm ngay đường đường bẻ sẽ nằm tới eo luôn. Eo trên. Đúng rồi chị. Kẻ từ đường bẻ cổ nhé. Tới đường này luôn. Được không nào? Ok ha. Và hạ cổ từ trên rồi xuống các bạn hạ như này khoảng 9 xăng. Có ghi không? Và đặt kích thước này, không đặt vuông góc với cái đường dựng hình này và đặt vuông góc với cạnh bẻ cổ này. Được chưa? Đặt kích thước nữa. Mép thước này nằm song song với đường bẻ cổ này. Thì sẽ lấy được đường vuông góc. Được không? Lấy từ trong này ra ngoài, kẻ ra. Các bạn lấy từ 6 tới 7, 8 tùy các bạn. Trung bình ở đây thì lấy khoảng 7cm. Và kẻ thẳng ở đây là đường bẻ cổ. Nhưng mà thông thường cái này như họ vẽ hơi cong ra ngoài, nhẹ ra ngoài đúng không?
hình ảnh thầy có trong tài liệu các bạn nhìn xem có phải là hơi cong không? Có hơi cong như này không? Cong nhẹ. Bầu nhẹ đúng không? Được không nào? Cong nhẹ ra. Và cách xác định cổ này, từ dưới này lên, từ cái đường cung góc thì 9 phân này các bạn nhé, lên như thầy khoảng 3 xăng là được, 283 xăng. Và kẻ một đường này, từ cái đầu cổ này, đầu ve này nhé, kẻ thẳng vào đây, qua cái điểm này. Đó, và dựng một cái đường rộng cổ này, dựng đường song song với bẻ cổ này. Ok chưa? À, lòng bàn chỗ này em cũng xác định được đúng không? Hôm nay học là xác định được. Đúng rồi. Xác định như vậy dễ không chị? Ok, xác định dễ không? Xác định của chúng ta là xác định cái đường giao quy trước này. Xong là xác định là đường bẻ cổ là khoảng 2 xăng. Nối từ đường này xuống eo, được không? Và hạ từ trên đường cổ xuống là 9 xăng. Đặt kích thước vuông góc với cạnh bẻ lăng cổ này, vẽ ra ngoài rộng bao nhiêu tùy các bạn. Muốn vẽ nó lớn ra thì vẽ cho 8, thầy đang lấy làm 7, được không? Và lấy từ điểm này lên khoảng 3 xăng, được không? Đoạn này là 3 xăng này, 3 xăng này, được không? Và kẻ với đầu ve này vào trong này, và dựng một đường song song của đầu cổ này. Đây là cổ, được không? Hết khó chưa? Vậy là ngay cái cổ, cái cổ, cái lá trên là lá từ đây đúng không? Z đúng không chị? Rồi đây giờ xác định về cái cổ này. Để biến nó hoàn thành cái thân nhé. Cái thân này ở đây họ làm vuông vậy có được không? Thường họ hay bo tròn đúng không? Bo tròn ở mức độ nào tùy các bạn. Ví dụ thấy bo tròn ở cái mức độ này. Đây. Thấy bo tròn. Phải như vậy không? Bo nhiều ít là do mình nhé. Nút làm sát đây luôn. Không, thì ra đó, một nút làm đây thôi. Chỉ nút làm đây thôi. Cả nút này thôi. Một nút. Chỉ nút thôi. Ok chưa? Đây là cái xác định cái cong này, cong vàng này. Giờ thì xác định vẽ cái lá cổ, được không? Lá cổ này bạn dựng một đường này thẳng, nối tiếp lên. Cái đoạn là đường này, đừng bẻ lá cổ này nhé. Vẽ một đường thẳng cao lên. Bằng cái gì? Bằng đường cổ sau này. Nhìn chung này. Dựng bằng đường cổ sau này, đúng không? Thì chúng ta phải biết từ ngày trước đúng không? Chúng ta đo này. Mình nó khoảng từ 9 đến 10. Cái này đúng 9 xăng đúng không em? Thì giảm vào 3 đi. 9 xăng 2. Thì các bạn đo check lên khoảng 3 ly. Bởi vì cái cổ chúng ta check lên 3 ly rồi. Thì đúng không? Check lên 3 ly từ đây đo lên khoảng 9 xăng 2. Đây. Và các bạn sẽ vuông góc. Một đường vuông góc nha. Đặt cái thước vuông góc từ cái đường bẻ này. Các bạn vẽ vào trong cái thể năng khoảng 4 xăng rưỡi đến 5 xăng. Trong đó thầy có ghi như vậy. 4 xăng rưỡi đến 5 xăng không? Được. Và vẽ cái lá cổ này, vẽ từ đây đánh cong cái đường này, vẽ cong như vậy. Và lưu ý cổ của chúng ta này, khi vẽ cái lá cổ này chúng ta sẽ cấn vào trong cái vai này khoảng 5 ly, chứ không phải chạm đỉnh đầu vai này nhé. Cổ thì sẽ vẽ lúc đỏ này. Đó. Được chưa? Vai chúng ta nằm ngoài này nhé. Được chưa? Các bạn phải cái sao ra kiếm đắp là thương hư. Và các bạn đặt cái thước không phải là vuông góc như thế này nữa. Khi xác định được cái cổ này rồi này, tức là cái đoạn thẳng từ đây này là may vào cổ sau nhé. Được chưa? Và đặt cái thước vuông góc với cái đường đã vẽ. Đặt vuông góc như vậy. Cái này bạn lấy khoảng 7 cm. Được chưa? Và dựng cái thước lại vuông góc với đường cổ sau này, kẻ một đường. Góc này phải làm sao nhỉ? 90 độ. Góc này phải là 90 độ. Là xác định cái đầu này, kẻ trai cổ này.
đầu ve này, đúng rồi chị. Từ đây đây là trang của cổ trước, từ cái đoạn này lên đây là trang của cổ sau. Từ đoạn vai lên đây là trang của cổ sau. Thầy mới dựng từ ngày lên khoảng 9 cm đấy. Đây, thầy để cái này ra cho chị nhìn thấy này. Cách bắt đầu tra cái cổ này, cái bâu này. Từ cái điểm bẻ này ra đây, các bạn chia làm hai kìa. Đây 8 xăng, thầy lấy được khoảng 4 xăng. Chưa đâu, nhìn chung này. Và cái cạnh trên của lá cổ này, các bạn nhìn sẵn sàng cái này này. Cạnh này không được dài như cạnh này. Nhá, cạnh này không được dài như cạnh này. Được chưa? Thì cái đoạn này thầy cho cái đoạn này lên khoảng 3 xăng rưỡi, tức là ngắn hơn. 3 xăng rưỡi thôi. Ok không? Đoạn này là 4 này. Từ đây là 4 này, từ đây là 3 này. Đường này sẽ là đường bắt đầu tra cái bông. Đúng nè. Đó, đường này các bạn vẽ cong nhẹ cho thầy như vậy. Đó. Đường này sẽ là đường gì? Mở đôi ở phía sau. Thì hai cạnh này đều phải là vuông góc. Được chưa? Đây là cái áo vest. Có cần thầy cắt ra không? Để chụp hình lại đó thầy ơi. Chụp hình lại hả? Ừ, đúng rồi. Video có mà. Video nhưng mà nhiều. Rồi cho chụp hình lại thoải mái, chụp hình xong thầy cắt ra. Cái điện thoại mình đâu ta? Thằng em đâu? Chụp hình đi thôi, chú up lên nhỉ. Chụp hai tháng trước, tháng sau. Rồi chụp hình chú up lên. Tại vì nhìn dư hình đó, nó dễ hiểu hơn. À, nhìn dư hình dễ hiểu hơn hả? Nhiều lúc cái điểm nào các bạn để ý nhé, cái đường nào lấy là thầy vẽ cái mực đỏ về sẽ dễ nhìn hơn, còn dựng hình là thầy dựng màu bằng bút đen nhá, dễ nhìn hơn. Khó nha Hoàng, anh phải vẽ nhiều, vẽ làm áo vest nhá, phải làm những cái sản phẩm kia nhiều, buổi đầu sẽ hơi khó cho anh. Ví dụ cái thân trước sao chị, thường cái áo vest là thường người ta trải ra là thường nó êm, mà nếu thân trước đồng cửa đồng thân sau không đồng cửa đồng thân trước cái gì chồng. Chứ cũng được cầm động hết về. Tức là thế này. Đó do để em phân tích cho chị thế này. Nhớ do cách thiết kế quần Âu cũng vậy. Quần Âu có những người bông chữ 4 không hề chữ. Thì ở đây chúng ta sẽ không bình luận là đúng hay sai. Đúng nào? Nhưng mà mình phân tích trên cơ thể là mông ở bên trong chiếc cái nào nhiều thì hơn. Đúng nào? Áo vest chúng ta đưa áo thì phía trước lại nhiều hơn phía sau. Ok em, bởi vì có ngực người dung này, mốc của chúng ta cũng vậy, thiết kế là mông chia cho 4 chia cho 1, chúng ta dồn vào được vải về phía sau, mặc nó sẽ đẹp hơn thôi. Chứ còn mông chia cho 4 thiết kế lên vẫn đủ thông số, không hề sai, nhìn đúng không? Nhưng chúng ta áo vest cũng vậy, cộng với động vào thân trước nó hoàn toàn về thân trước, thì mặc nó sẽ đẹp hơn. Người dung này, đó. Đẹp hơn nhưng mà lớp ủi á. Dĩ nhiên ủi là khó thôi, trải ra không thể phẳng đâu. Giờ em hỏi cơ thể thì có phẳng không? Cơ thể nó có phẳng không? Nhưng mà ví dụ giống như người ta đã yêu cầu là giống như cái áo là đặt xuống nó phẳng là mình phải cộng cửa đồng cả thân trước thân sau. Chứ đẹp không? Thế nhưng mà kể cả cái đầm vậy, cái đầm ủi ở bên cái bạn học viên, bạn ấy ủi một ngày, bạn ấy ủi tích cực được khoảng 120 cái đầm đó. Tức là ủi mà không thể buồn ủi phẳng được, phải dùng một ủi con ngựa ủi được, ủi chi tiết. Tại vì khi trải ra là cái quả ngực đâu có thẳng được, làm sao chịu ủi được? Không, ý là quả ngực thì nó dư rồi nhưng mà một phần sườn á. Sườn thì nếu như họ yêu cầu thì phải làm theo khách hàng thôi. Tại vì khách hàng là thực tế mà. Sau lúc đặt trải cái áo lên là thân trước thân sau bằng, nhưng mà nó chỉ có là nó bị lớn là phần trên phần ngực. Thế thì chị chia đều ra. Sau phân trước phân được không? Tại vì khách hàng yêu cầu mà. Khách hàng bán mà đâu phải mình bán đâu. Được không? Khách hàng yêu cầu sao mình sẽ làm theo khách hàng. Được không nào? Ok, bây giờ thầy cắt cái cổ ra này. Vẽ cổ sau trước, còn vòng cổ chia cho năm. Thầy có ghi nhá. Xong quay sang và mình sẽ xác định cái vai của vai trước, rộng vai trước này. Không, ý là cái phần dư như này là nó nằm về phần cổ thân trước đúng không? Đây, phần này là cổ này. Đây, đây, đây. Thành cảnh sao nó ngay đây cho mấy? Cổ đây, cổ là phần này nhá. Đúng rồi. Phần này là cổ đúng không chị? Vẽ là chị đúng không? Phần đoạn này là may vào cổ sau. Còn cái đoạn này may vào tiền á. Cái đoạn này may vào đoạn này rồi. Cái đoạn đó là lấy từ
Ok không nào? Để cắt ra nhá. Nghe thầy giảng kỹ rồi nhá. Về nhà mà không được thì mình nghe video 2 lần, mình nghe video 3 lần được không? Có video mà. Thầy sẽ cắt cái này ra. Đây là thân sau này đúng không? Đây là thân trước này. Để các cái khúc này chị hiểu ra nhá. Đúng rồi. Đói bụng hả? Giải lao ăn cơm xong rồi học tiếp được không? Còn mình là tìm đúng không? Còn cái bánh ngọt nào không? Còn cái bánh ngọt nào không? Đây sẽ là thân. Thầy có sữa con luôn cha mình ấy. Bạn ấy nhìn thầy bảo thức uống sữa, bạn cười thầy. Có trợ lý. Cho em bé bú thêm cái đó kìa. Rồi. Chị Hành chị, nhá. Các bạn khi may xong đường này là đường bể đá cổ này. Đúng không nào? Gấp cái này trở lại. Được chưa chị? Tìm được câu trả lời chưa? Có phải như vậy không nào? Ok ha. Đó. Chắc về may cái mặt. Dĩ nhiên giờ chị đo được số chị mặt. Đó. Và để ý này. Chị Hành để ý này nhá. Và cái cổ sau chúng ta sẽ bẻ như vậy đúng không nào? Phải bẻ như vậy là cổ sau không? Ok ha. Chị Hành nhá. Hình dung rồi chứ? Rồi. Bây giờ trước khi cắt ra thì thầy vẽ nốt cái tay. Hay là khỏi vẽ tay gì nhỉ? Vẽ nhớ. Nè, chấm thân bằng tô. Chấm thân bằng tô hả? Vẽ thân sau trước không vẽ tay. Ở ngoài. Kiểu này thầy ơi này, thầy ưa ấp mơ mới. Không phải, tại vì cái áo bằng tô ở trên mạng ấy là thầy dạy cái khóa của anh Tuấn đúng không? Chỉ có hai video đó là hôm ấy thầy ngồi ngay tại đó là thầy tải lên YouTube. Nhưng mà cái bài thiết kế tay thầy không biết tại sao mà hôm ấy thầy quên tải lên mà không biết nó nằm ở đâu mình nữa. Mà cái video đấy là nằm ở máy của các bạn học viên của mình chứ không phải là ở máy của thầy. Bởi vì khi dạy tay là thầy toàn quay bằng cái laptop của các bạn học viên thôi chứ thầy không có vô tình là thầy lưu lại cái nào á, hoặc là không mà thầy ngồi lại ấy thì thầy sẽ tải trực tiếp lên, còn hôm nào mà quên thì thôi. Nhưng mà khoảng gần 2 năm nay là không có tải video nữa rồi. Muốn lấy về lấy máy về máy còn. Máy còn hả? Bữa nào anh về anh tải ấy. Đưa lên lại. Anh tải đưa lên cho các bạn, mất công các bạn hỏi. Tạo danh sách bạn nào muốn xem 10.000 được. Rồi, vẽ cái tay của các bạn này. Có bữa bạn nào hỏi nhỉ? Bạn nào bạn lên mạng bạn học bạn nhung. Bạn thấy thầy cái tay Alpet của em có thiết kế dư so với vòng nách 1/2 có được hay không? Thì theo các bạn có được không? Hả? Được thì là được đúng không? Đâu có gì đâu không được, bằng còn được mà đúng không? Chẳng qua thì khi mà là bằng thì tay Avet nó sẽ gì? Không có cái độ mo của tay. Có phải Avet nó mo cái tay này để nó vuông vai không? Nó mo ở trong cái đầu này đúng không? Xem mình nhảy cái tay Avet nó khó lắm. Một phân dưới một vòng thì bình thường. Một vuông này. Một bên mới làm nhiều. Hình dung không? Đó. Một dưới một bên mới làm nhiều. Và các bạn lưu ý này. Một vòng của cái Avet đối với vòng nách này so với nách tay ấy, so với nách thân thì nách tay là phải lớn hơn ít nhất là 3 cm tới 4 cm thì nó mới tạo độ mo ở trên này được. Hình dung nào? Chúng ta sẽ làm dài tay của các bạn là 54 đúng tay của Ngà luôn về thì cái này sản phẩm này thầy đấu giá được không biết là ai quan tâm đi làm sao mà đấu giá mà đâu rồi làm bộ 5 cốc nước vừa tại vì đấy thầy đo cái thông số của bạn Ngà hiểu không? Đi trang cái thông số đó luôn. Các bạn tiếp tục tính nào. Rộng bắp bằng cái gì? Tổng cử động. Độ cử động của bắp là bằng bao nhiêu nhỉ? Độ cử động bằng của bắp là bằng bắp chia 10 các bạn nhé. Bắp chia 10 có thể cộng 0.5 tới 1 nữa. Bắp của chúng ta là 27 phải không? 26. Thầy chuyển sang 27 cho nó thoải mái cho bộ của bạn. 27. Bắp là 27 này. Thì độ cử động nó khoảng 2/7 tới 3/3 nữa đi. Thì nó khoảng là 30. Đó, bạn nào tích rộng thì có thể cho 30.5 này. Được chưa?
30,5 chia 2 là bao nhiêu? 15.25 nhá. Tức là có thể cộng với 0,5 tới 1 chị nhá. Nếu mình muốn mặc thoải mái, mặc rộng. Và tay bắt tay của bạn này khá nhỏ nhỏ. Bắt tay của bạn này khá nhỏ. Trung bình bạn làm khoảng 16, bắt tay 16 là đẹp. Cái này 15 mấy đấy. Bắt của mình chắc nó to lắm. To quả lá trồng. Sao anh lại cứ bạo lực thế nhỉ? Sao bạo lực thế? Điều này chắc chắn là bị vợ như hành hung rồi thì phải. Rồi. Công thức tiếp theo của bạn là gì đấy? Thầy có ghi nè. Chéo mang tay. Đường chéo mang tay bằng cái gì? Bằng vòng nách chia 2. Thì chúng ta sẽ đo vòng nách ở đây nhé. Thì đo vòng nách này. Cô chị đừng gặp này. Vòng nách thân sau này. Cái này là 22. 22 bạn đặt tiếp tục ở điểm này. Đo tiếp đây thì khỏi cần cộng nhé. Đây là 315. 315 tiếp tục đo lên đây. 41 các bạn. Vòng nách là 41. 41 chia 2 bằng bao nhiêu? 20.5. Đặt con số 20.5 ở đỉnh này các bạn nhé. Xoay cái thước chạm cái bắp này. Các bạn dừng lại. Được không? Và kẻ ngang qua thì đường này sẽ là đường sông mang tay. Đúng rồi. Được chưa nào? Và các bạn chia đôi bắp này ra. Chia đôi bắp này. Các bạn dựng một đường vô góc lên trên. Nhé. Tiếp tục gì nữa? Xác định măng lớn măng nhỏ này. Măng nhỏ đi vào 3 xăng. Măng lớn đi ra sẽ là 3 xăng. Trừ 3 cộng 3. Trong đó thầy có ghi không? Đó. Đây cũng tương tự vậy. Vào 3 xăng và ra 3 xăng. Đúng rồi. Tay này tay măng tô giống nhau mà. Rồi. Đây là măng nhỏ, đây là măng lớn. Thế còn hạ khuỷu tay bằng bao nhiêu các bạn? 28-30 hay là bằng hạ sông măng tay cộng với 1-2 nữa các bạn nhé. Trung bình của 28-30. Thầy lấy là 29 đi. Ok chưa nào? Giờ bắt đầu cách vẽ này. Hạ đầu tay các bạn hạ từ bên này xuống là cho thầy khoảng 6 cm, 5 cm, 6 là đẹp. Hạ khoảng 6 cm nhé. Thấy không? Nối trực tiếp với đỉnh tay này. Và bên này thì các bạn lại chia đôi giúp thầy. À, cái này là 14 các bạn thấy không? Thì hạ này 14 nữa cộng 1 nữa là khoảng 29, cũng bằng hạ khuỷu đây, 29-30, 28-30 đấy. Thì dùng là các bạn nối hai đường lại với nhau. Các bạn vẽ cái đường cong này đủ khoảng 1/7, không được ít hơn nhé. Có người vẽ sang 2. Thì khi vẽ sang 2 thì khi bạn rút nhúng lại thì cái tay nó cảm giác bị nhỏ. Thấy không nào? Ở đây các bạn vẽ đủ khoảng 1 cm 7. Vẽ cái tay này đảm bảo thật tròn như này. Rồi đây dừng lại. Và lật cái thước qua bên này. Các bạn cũng vẽ cái này tròn. Đó. Có phải lắc cái này bạn sẽ cầm nhúng lại cái này không? Nếu bạn vẽ lên 1 cm 2 thì bạn cầm nhúng lại, cái đầu nó sẽ bị nhỏ. Cái này mang hình dung trước. Nhúng rút ra thì nó sẽ bị nhỏ. Cho nên chúng ta phải vẽ thật tròn đầu trên này. Để khi rút nhúng lại, cái này nó co lại là vừa. Đó. Còn phần này của các bạn sẽ vẽ cong nhẹ cho thầy đây. Khoảng 5 ly. Phần nào không dành thì các bạn nối dừng lại nhé. Ở đây thầy dùng kiến thức thầy không nối, hay nối lần hai lại. Giảm vào trong khoảng 5 ly. 5-7 ly. Đó. Được chưa nào? Đây là măng lớn. Còn măng nhỏ, măng nhỏ các bạn, từ đầu tay này các bạn vào như thế này 0.5-0.7. Được chưa? Đó, các bạn vẽ từ điểm này và sâu đây xuống khoảng 0.5 cm. Các bạn có thể dùng cái thước hỗ trợ chúng ta vẽ. Đây sẽ là măng nhỏ. Được chưa nào? Đó. Và các bạn xác định cái gãy. Cái vùng tay này khoảng 1 cm các bạn nhé. Được chưa?
măng lớn gãy một thì măng nhỏ cũng gãy một. Và chúng ta đánh cong nhẹ. Đánh cong nhẹ phần này. Thank you em. Và các bạn để ý cái phần này này. Ở cái phần này các bạn không nên vẽ đúng vị trí này, các bạn vách ra ngoài như thế này 5 đi. Bởi vì tay chúng ta thả ra này, luôn đưa về phía trước. Hình dung là các bạn vẽ vách ra ngoài thêm 5 đi. Mang nhỏ tương tự như vậy. Và cũng vẽ vách ra ngoài 5 đi. Đó. Thầy vẽ rất là chậm và nhanh. Thầy quay lại video nhé. Thầy vẽ chậm mà. Cái tay này thì nó đương nhiên là nó phức tạp hơn cái tay thường một chút. Nó không hề dễ nhé. Sao mà tôi nó nắp lối hơn. Giống nhau mà cách gì đâu. Thì dừa dừa đi đâu lên. Được, giống nhau mà. Chỉ thân nó thiết kế khác thôi. Sao chị? Hồi nãy thầy dựng cái đường rồng bắp, còn cái này? Cái này là mang lớn đi ra cộng 3 xăng, mang nhỏ lại trừ 3 xăng. Còn bắp là đường này chị nhé. Bắp là đoạn này từ đây đến đây này. Bắp là từ đây đến đây này. Cái này là mang... mang nhỏ. Cái này là mang lớn. Còn bắp tay vẫn là đường dựng hình ban đầu này. Thì mang lớn cộng 3 thì mang nhỏ phải trừ 3 chứ. Còn cái thông số bắp nó không hề thay đổi chị nhé. Được không? Không hề thay đổi nhé. Đúng rồi, chưa thầy chữ vẽ xong bằng đường này nữa cơ. Các bạn xác định đường gì nhỉ? Rộng gì? Rộng cửa tay là bao nhiêu các bạn nhỉ? 10.5. Các bạn lấy từ đường, từ cái đường chuẩn này nhé. Được chưa? 10.5. Thì lát cũng phải là măng lớn sẽ lấy đây, nhưng mà măng lớn cộng 3 thì măng nhỏ là trừ 3. Được không? Các bạn xác định này, đặt cây thước vuông góc với cái đường mang nhỏ này, vẽ ra đây, nó chú xuống khoảng 7 ly, không không phải là bằng nhá. Để cái cạnh này phải làm sao, góc này phải làm sao, vuông góc, cái này cũng phải là vuông góc. Và bây giờ các bạn nối cái này với cái này, nối từ đường này tới rộng bắt các bạn nhé. Đó, và đường này các bạn cũng cong ra 1 cm. Được chưa? Giờ bắt đầu vẽ này. Mang lớn vẽ từ đây. Mang nhỏ chích vào trong là 5-7 ly. Bạn chỉ vẽ khác ở trên này thôi nhé. Ở dưới nó không hề khác. Nó khác tới cái chỗ hạ cửa tay này thôi. Và các bạn để ý nhé, cái măng lớn lấn ra ngoài khoảng 3 ly thì măng nhỏ lại thu được trong 3 ly, thông số nó không hề thay đổi. Được chưa? Vậy măng lớn các bạn cũng kẻ từ đây tới điểm này. Được chưa? Cái này cũng phải là vuông góc, cái này cũng phải là vuông góc. Và xẻ lên là bao nhiêu các bạn nhỉ? 10. Rộng khoảng hay làm 2.5 được. Và cái này các bạn kẻ vất lên thế này một chút xíu. Đúng này. Xong tay chưa? Bây giờ kiểm tra lại cái vòng nách này, xem nó có dài hơn. Kia của chúng ta là bao nhiêu? 41 đúng không? Xem cái này nó có dài hơn khoảng 3.5-4 cm không? Thì đo nhé. Cái này thì đo là 15.5. Tiếp tục phải đo ở đây. 15.5 này. Cái này có thước dây đo sẽ dễ hơn. Cái này là 44.5 đúng không? 44.5. Trừ đi 41 là bao nhiêu các bạn? Còn 3.5 là đẹp chưa? Ok không? Phải chỉnh sửa. Đó. Có cần thấy cắt mặt tay ra không? Cái tay đâu nhỉ? Đây cái tay thì sẽ cắt ra thời gian cho các bạn này. Thì dùng nào, thời gian cho các bạn này. Ok ha. Đó, thì cắt sẵn cho các bạn này. Đó. Có sẻ thì nó mới đưa cái tay mình vào được chứ. Đây bây giờ thì cắt cái thân này cho các bạn. Đây nhé chị, nhé cổ này. Cổ giờ thì cắt ra như này nha chị nhé.
và thầy cắt thầy ra nhé. Đối với phần này, nếu các bạn muốn lấy thân trước thì phải bù vào cổ sau 5 ly. Ở đây thầy muốn lấy cái thân trước. Thì góc này các bạn phải bù ra khoảng 3 ly, để thẳng ở đây. Đó. Đó nè. Y chang cái đường này thì đây nó sẽ bị nhỏ. Lên đây này, bạn vuốt đuôi chuột nhẹ ra ngoài một tí. Vuốt đuôi chuột nhẹ ra một tí. Bạn check cắt để tránh nó bị gãy các bạn nhé. Ví dụ nào, đó, kéo thì bạn phải đồ đi 1 ly đến 2 ly để cho nó giảm được gãy. Đó. Sau này, trước này. Thân trước với lại khúc sườn đúng không? Thân sau này. Bên này là nó nhỏ chứ. Phải rút rút nhúng này mà chứ. Sau chúng ta mới gặp nhau mà lo gì. Đúng rồi. Buổi sau là buổi kết thúc đúng không? Buổi ra trường mặc cái áo vest đi học luôn. Các bạn để ý này, cái sống lưng của chúng ta nhé, nó không hề một đường thẳng các bạn nhé. Nó đi cong vào, đi cong ra và ôm vào cổ. Nó cong. Để cắt cuốc ra này. Thì sao? Ở đây cộng là 1 hết các bạn nhé. Nhưng sống lưng thì các bạn cộng 1/2 cái 2 này. Gấu các bạn cộng 3 này, được không nào? Đó. Cái thân trước các bạn cũng cộng tương tự như vậy. 1 gấu cộng 3, cái này 1, cái này 1. 1 1. Cái bên này cộng 1 hết các bạn nhé. 1 hết. Đó. Có cần thầy cắt cái tay ra không? Tay thì... để chụp cái này. Để chụp hả? Nhưng mà tay thì cắt rồi các bạn nhé. Thầy cắt thầy dán tay cho bạn rồi này. Được chưa nào? Ok ha. Thầy cắt cái này ra. Cắt ra này đây. Cắt mới hình dung được cái tay, nhìn gì không hiểu. À, chụp chưa? Chụp để thầy cắt nha. Kết thúc video nha. Cái cổ thầy để đâu rồi? Thầy để cái cổ đâu rồi nhỉ? Thầy mới cắt cái cổ ra ngoài mà. Không cổ nữa. Không có mùa hải đâu. Cái kia là cái cổ nhá. Nó tiêu cái cổ này. Khúc trên là cái cổ. Đi về thì về vẽ lại có gì đâu. Cái bài tập thực hành nhá mà. Rồi. Quên mà. Các bạn xong rồi nhá. Nhận anh là anh dừng cái cổ mất tiêu rồi.